Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay tuần này mình tiếp tục làm cái video để phân tích cái kế hoạch giao dịch tuần tới. Tuần vừa qua là một tuần giao dịch tương đối là tốt và các anh chị và các bạn. Thì các anh chị và các bạn có thể xem cái video cũ không? Video ngày hôm 17 tháng 10 năm 2017 này để xem lại, review lại đi, xem thử xem thế nào. Thì tuần vừa rồi là tín hiệu cơ bản tương đối là đúng. Thì đồng USD giảm, những cái cặp liên quan đến nó đi theo đúng xu hướng. À, cái tuần vừa rồi á, mình đi đúng theo xu hướng thì cái nhóm của mình, cái những cái tín hiệu, cái điểm vào hàng ngày này của mình này, thì cũng có một số anh chị và các bạn á, có được lợi nhuận tương đối tốt. Thì theo cái hệ thống, theo cái xu hướng á, của mình đưa ra thì cũng rất mừng. Tuần này mình cũng làm cái video để đánh giá thêm và phân tích thêm để cho các anh chị các bạn, và những anh chị nào đang theo hệ thống hoặc là đang theo dõi mình có được cái nhìn tổng quát và tham khảo nó để cho cái tuần tới có thể giao dịch tốt hơn. Thì các anh chị các bạn là đang theo dõi những cái video của mình hoặc là cái hệ đang chơi cái hệ thống của mình thì cũng theo dõi những cái video trước rồi video sau xem mình phân tích kiểu gì cái điểm về, điểm hồi hoặc là những cái mức cản kháng cự hỗ trợ thế nào thì các anh chị cũng tham khảo thêm, thì cũng có lúc đúng lúc sai, nhưng một phần nào để giúp cho anh chị và các bạn có những cái sự tham khảo và có những cái quyết định đưa ra, từ đó cũng có thể giúp cho các anh chị có thể là nhìn nhận được thêm một vài cái điểm vào lệnh hoặc là một vài cái mức kháng cự hỗ trợ mà các anh chị thường là nếu mà không có thì không để ý đến. Thì mình cũng mong là giúp đỡ được anh chị và các bạn phần nào. Thì hôm nay mình đi phân tích bắt đầu từ bạc trước cũng như mọi tuần thôi. Đúng theo một cái xu hướng của mình tuần vừa rồi đây, các anh chị và các bạn để ý nha, nhìn thấy rõ đây. Từ 5 cây nến đây mình có phân tích đúng không, từ cái hôm nó về nó chạm cái vùng cản này, tuần trước là mình phân tích nó chạm cái vùng cản này, đây xuất hiện một cây doji rồi từ đó xuất hiện liên tiếp, nó tăng lên, bây giờ nó đã chạm đám mây, nó sắp rách ao qua đám mây rồi, rõ rệt rồi, chưa rõ rệt lắm nhưng mà đó cái xu hướng của nó từ cái đầu tuần là mình phân tích cái video tuần trước này đó, là nó lên cái xu hướng. Thì cái mức tiếp theo của nó mình có thể là kỳ vọng là mình sẽ kỳ vọng nó lên những cái vùng cản trên này. Đây, đây là một cái vùng cản của nó. Thì các anh chị nếu mà bạc á, nó có thể phá được cái đám mây này thì nó có thể là lên được cái vùng này. Được. Với cái xu hướng này á thì nó có thể là hôm ngày thứ hai nó test lại một đoạn rồi nó có thể phá được. Vì với cái nhìn cái mô hình nến của Hakanashi như vậy là đang có mô hình nến rất mạnh, các anh chị để ý này, cái nến này là không có nến, không có đuôi. Nên cái chỉ cái thân nến rất đẹp, cái mẫu hình nến này là cái xu hướng nó đang còn mạnh lắm. Nhưng mà các anh chị cũng chú ý thêm vì là nó đang nằm trong vùng đám mây á, nên nó cũng trong đám mây là thường thường cái vị trí nó sideways nên nó cũng chưa phá cản hẳn. Thì ngày thứ hai nhất có thể là nó hồi về một đoạn rồi nó có thể là đi tiếp lên đến cái những cái vùng hỗ trợ trên này, kháng cự trên này. Thì các anh chị và các bạn cũng chú ý và theo dõi cái xu hướng của bạc tuần này tới. Mình phân tích bạc với vàng để cho các anh chị và có các cách vàng với bạc phải thường đi chung một xu hướng thì nên mình cứ kết hợp cả hai cái cặp này lại để mình đưa ra cái xu hướng nó sao cho nó tốt hơn, tốt nhất. Thì những cái điểm vào như vậy thì các anh chị và các bạn nên, nếu mà đánh theo một cây nến thì các anh chị nên top lot ở dưới cây nến đó, nếu mà còn vào cây nến này thì nên top lot ở dưới cây nến đó, hoặc là dựa trên cái điểm kháng cự hỗ trợ trên H1 rồi các anh chị vào lệnh đánh ngắn hạn. Còn cái xu hướng dài hạn của bạc của mình đây là cái mô hình nến này chưa có dấu hiệu gì đảo chiều, và cái mô hình nến nó đang còn rất mạnh nha, cái hình nến rất mạnh nha, có thể là còn đi xa nữa nha. Và mình qua vàng, tương tự bạc thì vàng của vàng bên này cũng vậy thôi, từ khi xuất hiện cái nó về cái kháng cự đây, nó chạm vùng kháng cự đây, đây là một vùng kháng cự của nó chạm vùng kháng cự đây, cái vùng kháng cự của Ichimoku này, nó về nó tá xong rồi nó bật lên, thì từ cái hôm nó là cái cây này luôn xuất hiện. Mình có cái video hôm trước mình có nói các anh chị là các bạn là nên canh bài lên, và đã xuất hiện những cái dấu hiệu đảo chiều rồi trên H1 rồi, thì các anh chị các bạn cứ xem kỹ cái video hôm trước với video này và so sánh thử xem nó thế nào. Thì kỳ vọng của vàng mình có nói hôm trước là nó sẽ lên được cái vùng này, và bây giờ nó đang cặp cái vùng này, rất có thể là nó sẽ cặp cản này, và nó cũng đang trong đám mây, nó chưa có phá được qua đám mây, và vô cái vùng đám mây này rất có thể là sideways cái vùng này vài cây rồi nó có thể là phá được thì đi lên tiếp hay không. Cái vùng này tuần tới mình nghĩ là vàng có thể là sideways một vài cây và đi tiếp. Cái xu hướng của cái mô hình nến của vàng này, các anh chị để ý này, cái hình nến này cũng đang là một cái hình nến tăng rất mạnh đây, anh chị để ý này, nó tăng rất mạnh đó,
Và nó từ cái lúc có chỉ báo này nó đã đi rất 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 chuẩn và nó đi tiếp, nó cứ lên vậy thôi. Thì cái chỉ báo của mình đây chơi vàng rất tốt, và cái vùng tiếp theo mình kỳ vọng tất nhiên là phải lên được, lên đến cái vùng này rồi. Thì nếu mà nó phá được cái xu hướng của vàng á, mình có định hướng xu hướng của vàng trong cái dài hạn thì nó vẫn còn lên mà. Thì nhưng mà bây giờ nó đang ở trong cái vùng cản này này, thì các anh chị cũng phải chú ý đó. Nếu mà anh chị nào có lời nhuận rồi thì mình nên rời stop loss hoặc là cắt lời một phần nào đó đi. Nên cái vùng này nó có thể là sideways và nó hồi lại. Thì đây là xu hướng của vàng tuần tới. Các anh chị cũng chú ý mình là nó đang ở mức cản đây nha, và cái vùng đám mây đây nha. Đám mây này tương đối lớn này, thường thường đám mây nhỏ thì nó có thể phá cái lên liền, nhưng mà những cái đám mây như vậy thì nó thường thường sideways vài cây ở trong cái khu vực này, này. Thì nó mới có lên được, nó lên thì cái xu hướng chính của nó vẫn là xu hướng lên, nó tăng, nó dài hạn vẫn là tăng đó. Thì các anh chị cũng chú ý, thì tất cả cái những cái tín hiệu CCI hoặc là nến này cũng đang hỗ trợ cho nó, còn chờ cái dấu hiệu nó đảo chiều thì mình phải chờ những cái cây nhà nến nhá. Còn nhưng mà lên được cái vùng này là các anh chị có thể chốt lời những cái lệnh ở vùng dưới này này, thì lên đây các anh chị có thể chốt lời rồi. Rồi ở vùng này mình canh, mình chờ thêm tín hiệu nữa nó rõ ràng hơn thì mình vào, còn không thì cứ chờ hồi trên H1 đó, chờ hồi về rồi mình lại bay lên theo cái xu hướng, vì là xu hướng chính của mình vẫn là xu hướng tăng mà. Qua UJ, vàng tăng thì UJ giảm đây. UJ giảm thì UJ cũng đang còn cái xu hướng, cái mô hình nến và CCI các thứ cũng đang là giảm đây, và nó đang còn về cái vùng vùng cản, nó có thể là về xuống dưới cái vùng cản này, vùng cản Ichimoku, tràn đám mây Ichimoku và vô vô vùng đám mây Ichimoku. Cái cặp UJ này, cái mô hình nó cũng không phải là đẹp, thì mình cũng phải chờ được thêm tín hiệu thôi. Thường thường thì vàng với UJ cứ ngược nhau, mình buy UJ thì là sẽ sell vàng, buy vàng sẽ sell UJ. Nhưng các anh chị cũng như UJ nên mình thấy cặp này không có đẹp lắm, thì mình cũng vẫn chờ đợi thêm. Thì những cái vùng kháng cự và hỗ trợ của UJ thì nếu mà ở dưới đây thì nó sẽ là những cái đỉnh này. Đây là mức cản của Ichimoku này, còn bên mô hình nến thì đây, những cái đây là cái đỉnh của nó này. Nó có thể về được cái vùng đây, cái đỉnh đỉnh sau bên bên đây này là cái đỉnh của đó, thì nó có thể về được chạm cái vùng này, mình nghĩ là vậy. UJ có thể là chạm về chạm cái vùng này được, thì cái mô hình UJ cũng chưa được đẹp lắm nên mình nên chờ đợi thêm nha. Mình qua EU. EU tuần vừa rồi cũng là một tuần đẹp đúng không? UJ tất cả UJ cũng UJ EU mà UJ thì mình cũng báo hiệu là cái dấu hiệu đảo chiều, đây là sell. EU cũng vậy, các bạn để ý đây là một cái vùng cản của nó. Hôm trước mình có vẽ ra, mình và có nói đây là cản của nó cái vùng này rồi, thì các anh chị và các bạn để ý đây, từ khi gặp cản này và nó đã lên đây và cũng chạm đám mây Ichimoku, nó đang bị bật lên một cây này. EU bây giờ mình lại nếu mà chờ một cây nến xác nhận, đây là một cây nến doji, các anh chị để ý cây nến ngày thứ sáu này này là một cây nến doji rồi, thì mình chờ nó có dấu hiệu một cái cây nến ngày thứ hai mà nó đi xuống thì là cái xu hướng của nó còn xuống dài hạn, nó phá qua được cái cản này này, nó gặp cản nó về nó test lại và cái xu hướng nó còn xuống nữa, nó phá qua được đám mây này này, mình nghĩ nó đang còn phá qua đám mây, vì là xu hướng của EU trong một thời gian dài nó cũng lớn rồi, thì rất có thể là nó sẽ quay đầu đoạn này và nó đi xuống. Đám mây đường trước nó cũng là một đám mây giảm rồi, nên là gặp cản luôn. Cái đây là một cái cản cũng tương đối cản đám mây, các anh chị để ý nó lên nó chạm rồi nó lại bị đẩy xuống này, chạm đẩy xuống này, nên cái cản này cũng tương đối rồi, thì mình có thể là một canh sell EU thì mình nên canh sell nha. Và cái kỳ vọng của mình lần này nó có thể phá được cái mức cản đây và phá qua đám mây và nó xuống nữa, đó là cặp EU. EJ, EJ cũng vậy. EJ thì mình đúng đúng theo phân tích luôn, các anh chị để ý này, hôm trước mình có nói các anh chị là cái đúng theo cái phân tích đều, nó lên nó gặp cái vùng này. Các anh chị mà xem lại cái video hôm trước đó, đúng là lên nó chạm đám mây này, đám mây Ichimoku đẹp không, và ngay lập tức nó bị đẩy xuống luôn, nó thành mô hình giảm. Cái này là mình sang tuần thì mình chỉ canh sell thôi, ngày thứ hai cái này chắc xuất hiện dấu hiệu đảo chiều rồi thì mình chỉ canh sell. Đám mây cũng là yếu tố là sell này, cái mô hình này giảm này, nó đã xuất hiện một cái mô hình đảo chiều này, và cái cản tiếp theo mình chờ đợi đến là cái cản này đó, cái vùng cản này. Thì EG các anh chị phải tuần sau các anh chị canh sell đúng theo cái mình phân tích đúng không, từ đấy những cái cây nến ở đây nó đúng với cản lên cái vùng đám mây Ichimoku này, nó gặp đám mây Ichimoku và nó là bị đẩy xuống. Nên các anh chị nào mà chưa chơi đám mây Ichimoku á thì các anh chị nên cài thêm đám mây Ichi về Moku vào để xác định thêm những cái mức cản đó và xác định cái xu hướng nó dễ. Các anh chị có thể không sử dụng hết Ichimoku, là sử dụng hết những cái đường chỉ báo thêm của Ichimoku, nhưng mà các anh chị có thể sử dụng cái đám mây này để xác định được xu hướng, xác định được cản của nó là tương đối tốt. Thì cái video hướng dẫn của mình
về đám mây Ichimoku này có trong cái kênh, đây mình nói qua một chút, có trong cái kênh kênh YouTube của mình này. Thì đây có hướng dẫn sử dụng đám mây Ichimoku đơn giản này, Kumo này. Thì các anh chị có thể là vào xem cái hướng dẫn này. Và anh chị các bạn nào mà không cài được thì cứ liên hệ trực tiếp mình cài cho nha. Mình thấy nó cũng rất hiệu quả đó. Nên các anh chị và các bạn nãy giờ các anh chị nãy đến giờ các anh chị để ý đó. Cái đám mây Ichimoku nó là một cái cản hoặc là một cái xu hướng nó rất mạnh. Nếu mà đang xu hướng tăng, các anh chị để ý đám mây tăng này, nó qua về một cái xu hướng giảm và đám mây bắt đầu giảm xuống này. Đó. Thì chuyển qua màu và bắt đầu giảm thì nó cũng là một cái công cụ để cho hỗ trợ cho các anh chị và các bạn rất nhiều. EG tuần tới là các anh chị nên canh sell nha. EG tuần tới mình qua GU. GU cũng vậy, GU tất cả các đồng U mình đánh theo xu hướng đúng mà. Xu hướng giảm thì tất cả cái vùng hôm trước ở đây mình khuyên anh chị là chờ một cây xác nhận và buy lên. Đây đang một cái xu hướng đó là tất cả là xu hướng tăng mà các anh chị để ý cái chen này. Cái chen của GU là một chen tăng mà. Đó. Hôm trước mình có kỳ vọng là nó có thể về được đến cái vùng này nhưng mà nó không về được thì nó xuất hiện những cái dấu hiệu nến đảo chiều đây, các anh chị để ý này và nó đã bật tăng lại. GU thì rất có thể đang còn lên cao này. Trong dài hạn thì mình tất nhiên phải lên những cái vùng này. Thời dài hạn thì mình chờ đợi nó lên được những cái vùng đó thì nó cũng xuất hiện chỉ báo này, rồi xuất hiện những cái dấu hiệu nến đảo chiều CCI các thứ thì các anh chị có thể là vào được. GU cũng là một cặp đang một xu hướng tăng đó, đang một cái xu hướng tăng đây, các anh chị để ý cứ hồi về, đây là những cái sóng hồi của nó đây, đây là một sóng hồi, đây là một sóng hồi của nó, hồi về mình lại bay lên thôi. Thì lần này mình vẫn kỳ vọng trong tuần tới nó vẫn đang còn lên, GU đang lên được cái vùng màu xanh đây, vùng mình kẻ cản đây cho anh chị. Nhìn đám mây thì vẫn là xu hướng tăng nha, CCI tăng, nó đang hỗ trợ tăng hết. Thì các anh chị và các bạn nên chờ hồi về rồi coi mình đi theo cái xu hướng của nó tiếp. Đồng bảng Anh nó đang mạnh, mình qua GJ. GJ với GU thì cũng tương tự nhau, thì cặp này cũng tương đối chuẩn. Hôm trước mình có nói những cái mức cản này của nó đúng không? Anh chị để ý, nó về nó gặp cái cản này. Cái vùng cản này của nó và nó bật tăng từ cây 5 cây ngày hôm trước đây. Thì GJ là một cặp tương đối đẹp, khá đẹp luôn. Thì cái hôm trước mình có bảo những đây đây là cái xu hướng chính của nó vẫn là xu hướng tăng, thì nó đang nằm trên đám mây này và cũng là một cái về nó gặp cả này, thì các anh chị có thể là canh bay cái phần này, và nhất là cái lúc nó xuất hiện mũi tên này thì cái vùng này các anh chị có thể là canh bay nó lên trong ngắn hạn. Thì tuần tới cái mức kỳ vọng của mình cũng giống GU thì nó có thể lên được những cái vùng trên này. Đồng bảng Anh nó cũng tương đối đang mạnh ấy. Nó xuất hiện những cái dấu hiệu đảo chiều là mình nên đảo chiều theo nó. Nến CCI này các anh chị nào mà xài que này cũng hay này, anh chị để ý này, nếu mà đang xu hướng giảm thì mình không có vội vàng vào, nhưng mà đến cái lúc nó xuất hiện những cái dấu hiệu đảo chiều hoặc nến đảo chiều thì có những cái xu hướng nó cũng tương đối là tốt, nên các anh chị và các bạn cũng nên tham khảo thêm cái nến này. Các anh chị có thể là không chơi cái nến này nhưng mà các anh chị có thể là tham khảo, vì là mình có thể là loát những cái tam led nến cơ bản, mình vẫn chơi, mình vẫn loát những tam led nến cơ bản vào thôi. Đây nến cơ bản mình vẫn loát vào, mình xem tình hình nó sao. Cái lúc mình chơi thì mình vẫn cái loát cái tam led của mình về công cụ của mình vào, thì đó là cho các anh chị các bạn chơi cho nó tiện thôi. Còn cái xu hướng chính của mình thì vẫn là chủ yếu chơi trên cái xu hướng này, trên cái hệ thống nến này và cái hệ thống này của mình. Bây giờ hệ thống của mình cũng chỉ là đơn giản có những cái công cụ này thôi, không thêm một cái công cụ nào khác nữa. Tại vì đôi lúc các anh chị đi tìm những cái công cụ thì nó chỉ là hỗ trợ thôi, không có công cụ nào nó toàn diện tuyệt đối. Cái ý như thế đi tìm một cái công cụ nào để tuyệt vời vào là được thì là không có đâu. Nó chỉ là hỗ trợ cho các anh chị và các bạn thôi. Nên các anh chị và các bạn cảm thấy cái công cụ nào mà các anh chị có thể tin tưởng được, chơi qua và test qua cảm thấy ok hợp với mình thì nên chọn cho mình và cũng nên chơi tốt nó, chứ cũng cũng không phải chơi vài ngày thấy rồi lại thay đổi. Các anh chị có thể thay đổi hoài sẽ không tìm ra được một cái công cụ nào nó tốt, và từ đó các anh chị chơi phương pháp nào cũng không chơi được, chơi nào chơi không được, không hiệu quả thì cũng không tốt. Mình khuyên như vậy. GG mình vẫn là khuyên các anh chị là canh bay nha, vì là đã xuất hiện những cái dấu hiệu đảo chiều rồi. Mình qua U càng này. U cạc cũng vậy, U cạc cũng là một cái cặp mà có xuất hiện dấu hiệu đảo chiều, các anh chị để ý này, từ khi lên vùng đám mây đây và gặp cản này, mình cũng nói các anh chị là sell thì nó cũng đã xuống, nhưng mà cái nó gặp cái vùng cản này và nó đã bị gặp đám mây này, mình nói anh chị sell. Thì tuần vừa rồi là một tuần hầu như các cặp phân tích là đúng hết á, mình đến bây giờ là hầu như các cặp là phân tích là tương đối đúng các anh chị đó. Cái tỷ lệ chính xác của tuần vừa rồi là khá cao,
Đó, các anh chị để ý coi, nó đã gặp cái cản và nó bắt đầu đi xuống trong đám mây, thì có thể là nó vô đám mây này nó sai quay vài cây rồi nó lại lên nó test cản nó đi tiếp thì cũng rất có thể. Nhưng mà đang cái xu hướng mô hình đến như vậy thì nó đang là một cái xu hướng xuống đó. Xuống thì mình vẫn là sell xuống thôi, mình vẫn đang sell xuống top loss trên những cái vùng đỉnh này và trên những cái cây nến ngày trước đó, hoặc là trên những cái kháng cự hỗ trợ trên H1 thì các anh chị nếu mà đánh ngắn hạn đó, thì được U cạc thì thường thường xuất hiện dấu hiệu đảo chiều với cái chỉ báo tương đối. Những cái vùng này thì mình nghĩ U cạc có thể đang còn xuống nữa nếu mà phá qua đám mây nó. Bây giờ là các anh chị chờ nó phá qua đám mây đường nào, các anh chị mua được đánh theo đường đó. Nếu mà bây giờ nó phá được qua đám mây, phá qua được cái cản này và cái xu hướng nó bắt đầu là nó đảo chiều, mình nghĩ nó đảo chiều được. Còn nếu mà nó không, nó bị đẩy xuống thì phải đẩy xuống chờ cái mục tiêu của mình, phải chờ những cái vùng miền tây nó về nó test lại khoảng vùng này hoặc là đây khu này rồi nó quay lên nó đi nữa thì mình mới được. Thì tuần tới U cạc mình vẫn khuyên các anh chị là sell xuống, mình vẫn đang chờ đợi là sell U cạc. Và cái mức độ top left thì trên cái chỉ báo hoặc trên cái đỉnh gần nhất đây các anh chị nhé, qua AU thì hôm trước nó có phá qua nhưng mà AU thì mình cũng nói các anh chị buy thôi, vì là cái hôm trước là mình nói chờ thêm tín hiệu, những cái dấu hiệu ở đây thì mình nên chờ thêm tín hiệu. Cặp này thì cũng không có chuẩn xác lắm nhưng mà mình có nói là về hình như hôm trước mình có kỳ vọng nó về được cái vùng này mà nó không về được, kỳ vọng vùng này thì nó mới bật lên thì nó bật lên luôn. Thì cái mô hình nến của tuần này thì nó đã là cái mô hình tăng rồi, đây xuất hiện những cái dấu hiệu tăng rồi nên các anh chị các bạn có thể là canh bay. Nhưng mà cái mô hình của nó là cái canh bay lên được vào cái lúc lên cái vùng, những cái vùng mình kỳ vọng tiếp theo là những cái vùng đáy cũ. Đây là một cái, đây cũng là một cái cản nhỏ này nhưng mà nó không đáng cản này, nó có thể là cản này nó vô cái vùng đám mây và gặp cái cản này nó có thể sideways này, và cái cản tiếp theo mình có thể kỳ vọng là nó lên được những cái vùng trên này. Nhưng mà mình nghĩ là AU thì với cái mô hình nến như vậy nó đang tăng rất mạnh thì nó có thể là đang còn lên nữa, hoặc là vào cái vùng đám mây này thì các anh chị cũng chú ý là nó có thể là sideways hoặc là test một hai cây gì đó nhé, nó giật một hai cây gì đó thì mình nó mới đi tiếp được thì đi. Thì với cái mô hình nến và với cái xu hướng như vậy thì mình nghĩ AU đang còn lên trong vài ngày tới, thì các anh chị và các bạn có thể là xem và tham khảo thêm. Thì những cặp liên quan đồng U thì nó luôn một cái xu hướng như vậy, mình nghĩ thôi. Còn UCHF thì nó về tuần vừa rồi nó lên đây nó về và nó cũng test về cái đường này đấy các anh chị đấy. Thôi hình như hôm trước mình cũng có nói với anh chị là nó có thể test về đường EMA là 20 rồi bật lên, hoặc là về những cái vùng dưới đây thì UCHF nếu mà xuống thì những cái vùng này là mình nên canh buy lên, mình cũng canh buy vì là cái xu hướng đám mây của nó nằm trên đám mây và nó phá đám mây nằm trên đám mây, cái xu hướng dài hạn của nó là xu hướng buy chứ không phải là sell. Thì đây là một cái sóng hồi thì nó chỉ là một cái sóng hồi của UCHF thôi, nên trong tuần tới các anh chị cũng cứ canh buy thôi, mình canh buy mình nghĩ là mình canh buy nhỏ cứ canh buy lên là mà theo một cái xu hướng của UCHF. Thì cái đỉnh này nó cũng đã bị phá rồi này, các anh chị để ý đỉnh phá rồi thì cái xu hướng của mình là nó về cái sóng này sóng hồi và nó về nó test và nó đi tiếp thì mình chờ thêm cái cây cây này cũng là có thể là một cây dấu hiệu đảo chiều. Các anh chị để ý cái nếu mà ai mà chơi theo đường EMA 20 và 50 của mình thì cái vùng 20 và 50 chính là cái vùng mà mình buy lên, cái hệ thống của mình cái vùng đó chính là vùng mình buy lên. Thì ở UCSF mình cũng cái vùng này là mình cũng vẫn là canh buy lên những cái vùng này nha các anh chị. Mình qua NU thì cũng tương đối tốt, đây tới cái lúc nó xuất hiện những cái dấu hiệu 5 cây này hai ba cây đây nó không có phá được thì nó cũng đã quay về nó test đây, nó quay về đường EMA rồi nhưng mà cái mức độ nó về và cái dấu hiệu đảo chiều này mình nghĩ nó đã còn về lên được nữa. Cái xu hướng của nó trong khung ngày thì là xuống, nó vẫn là xuống giảm, các anh chị để ý xuất hiện mô hình giảm này, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước thì nó có thể về. Thứ nhất là các anh chị được kẻ cái chen này đây, nó có thể đi theo hướng về cái vùng gần cái chen này nó mới xuống được, hoặc là về gần đám mây thì nó là bị lợi. Các khi đó các anh chị cần sell thì tuần tới mình cần kỳ vọng là nó có thể là về sâu hơn một chút nữa về cái vùng đám mây này, hoặc là hay là về cái vùng chen này xuống mới các anh chị mới canh xuống, vì cái mô hình nến này đang khá đẹp. Các anh chị để ý có xuất hiện dự báo này, cái cây ngày hôm hôm nay hôm thứ năm xuất hiện dự báo và ngày hôm thứ sáu nó bật tăng này, đây cái xu hướng CCI cũng là có dấu hiệu là tăng rồi, nên là NU cũng là một cái xu hướng tăng nha các anh chị và bạn, tăng trong ngắn hạn đó. Còn ở ở trên đây mình khung ngày thì mình phải chờ đợi những cái vùng cản như đám mây để chen này này thì là mình cũng đang kỳ vọng nó về được những cái vùng đây á thì mình mới sell xuống.
mình chờ dấu hiệu đảo chiều rồi mình sell xuống, mình qua EJ đi. EJ là một cái xu hướng đây, ở đây là H1 D1 này. EJ đã có dấu hiệu đảo chiều này, cặp hôm trước nó sideways á, thì hôm trước nó có mình có nói cái đoạn sideways này, nó mà sideways nó phá đường nào thì mình đi đường đó, thì sau này nó phá được hai cây này mình ăn được hai cây này, nhưng mà ngày hôm thứ sáu nó bị đảo chiều này, nó đảo chiều và cái dấu hiệu này là cái dấu hiệu sẽ giảm, thì mình chỉ cần là chờ EJ về những cái vùng này, nó test về cái vùng này này. Vùng này là sao, vùng giữa 20 với 50 á, là vùng đó. Nó chạm từ 20 đến 50 nó test về rồi mình lại sell xuống, hoặc là về đám mây thì nó về rồi là mình sell xuống. À, thì EJ tuần tới mình cũng khuyên các anh chị là các bạn sell xuống, thì cái mức kỳ vọng của mình là những cái mức cản tiếp theo của nó, đây là một cái vùng cản của nó, thì nó có thể xuống được những cái vùng cản này. Thì dòng ơ nó cũng đã lên khóa cao rồi, giờ bây giờ nó test lại nó có thể là xuống sâu nữa đó, ơ giảm ơ yếu thì nó có thể xuống sâu. Tuần tới mình anh chị tích cực là đánh theo dòng ơ nha, EU, EJ và EG, làm những cái cặp mình có thể là theo dõi những cái cặp đó. Mình tuần tới mình nghĩ nên chủ đạo theo những cái cặp đó thì hay hơn. Thì top loss thì các anh chị có thể là đặt ở trên cái đỉnh này đó, rồi kỳ vọng thì tất cả phía các anh chị có thể là kỳ vọng xuống dưới cái vùng này. Mình qua cạc gì đi, cạc gì thì mấy hôm nay nó sideways, nó lên xuống nó cũng không có dấu hiệu rõ ràng, đây nó đang gặp vùng cản này đó, nó đang nằm trong vùng cản này, nó không chưa có dấu hiệu rõ ràng gì hết, thì mình nên chờ đợi thêm nha. AG thì đây các anh chị để ý này, đám mây này, đây là một cách mình nói nha, nó về gần đám mây và nó bắt đầu đi lên, rất rất nhiều cái những trường hợp như vậy đây này, các anh chị để ý này. Nó hồi, đây là những cái sóng hồi về đám mây lại đi lên, bị đẩy đi lên, đây là hồi về đây, nó xuất hiện những cái dấu hiệu này, thì AG các anh chị cũng có thể là canh bay được. Đây CCI dấu hiệu đảo chiều, mô hình nến đẹp, những cái nến đẹp như vậy này, những cái dấu hiệu đẹp như vậy thì mình mới vào lệnh, thì AG các anh chị cũng có thể là canh bay. Thì cái mức độ cái cản gần nhất của nó là cản này, cản ngày ngắn nhất đây, đây là ngắn nhất của nó là cản ngày đây, còn cái mức độ kỳ vọng mà mình có thể là cao hơn là trên đây. Thì top loss thì anh chị top loss đi đáy rồi, thì cái mô hình này cũng là mô hình tăng đám mây tăng mà đang trên trên đám mây này, dài hạn của nó cũng đang ở tăng thì mình canh bay thôi. Thì về tổng quan là vậy, tổng quan tất cả những cái gì mà tuần trước và tuần này thì với nhau kết hợp, thì tuần trước là một tuần phân tích tương đối tốt, các anh chị có thể là xem review lại những cái video trước đó, để mình tìm hiểu thêm về cái hệ thống, đánh giá thêm về nó. Còn nếu anh chị nào các bạn cần nhờ mình hỗ trợ gì về hệ thống thì mình những cái gì cần thiết mình có thể hỗ trợ được thì mình sẽ hỗ trợ các anh chị, và các anh chị cứ liên hệ với mình qua Zalo, qua điện thoại, rồi qua Facebook mình để ở dưới đó, thì mình sẽ hỗ trợ cho. Mình cũng đang hỗ trợ cho một cái nhóm của mình đây, thì cũng có những anh chị chơi tốt, cũng có những anh chị đang chơi bị tâm lý, thì có những cái vấn đề thì mình cũng phải khắc phục dần dần thôi, chứ giờ cũng không thể một lúc mình làm được tất cả được, thì nên là các anh chị cũng vậy, cũng vậy, những cái gì mình sai thì khắc phục từ từ dần dần vậy. Thì anh chị nào mà muốn theo dõi hoặc là những cái video của mình nhé, thì cũng đăng ký kênh và cũng vào theo dõi những cái video mình đăng lên đây thì giúp được cho anh chị phần nào. Thì thời gian vừa rồi thì mình cũng hơi bận á, vì lo một số việc thì không có thể giúp được nhiều cho các anh chị và các bạn. Video thì mình cũng chưa làm được nhiều, thì mình sẽ làm thêm, sẽ làm rất nhiều những cái video nữa. Mình đã có những cái ý tưởng, đã có những cái mình cần thiết mình nên làm rồi, nhưng mà mình chưa có thời gian thôi. Thì thời gian tới mình tập trung vào, mình sắp xếp ổn định có một số công việc và mình sẽ tập trung vào làm video rồi các thứ, chia sẻ nhiều cho các anh chị và các bạn để hiểu thêm, biết thêm về. Có gì các anh chị cứ theo dõi mình nha, theo dõi kênh nha. Tôi chào các anh chị và các bạn, thì chúc anh chị và các bạn một tuần cuối tuần vui vẻ, và sang tuần mới thì giao dịch tốt nha. Chào anh chị và các bạn.